Hàng trăm thi hài nằm trong một đền thờ Hồi giáo không được chính quyền Ai Cập xác nhận, tin từ Cairo. Hôm nay, trong một đền thờ Hồi giáo ở Cairo, có hơn 200 thi hài của người Ai Cập dường như đã không được đếm và không được xác nhận bởi chính quyền sau khi các trại biểu tình của người Hồi giáo bị lực lượng an ninh giải tán. Những người phụ giúp tại đền thờ Hồi giáo Al-Iman đã cáo buộc chính phủ đã không màng đến những xác chết này được đặt trong những tấm vải liệm màu trắng để chờ đợi người thân đến nhận. Các nhân viên y tế đã gắn những cây nhang vào những khối đá bao quanh những thi thể và xịt thuốc thơm để che đậy mùi hôi giữa tiếng kêu Allah vĩ đại vang lên từ một loa phóng thanh ở phía bên sau đền thờ Hồi giáo. Những người làm việc ở đây cho biết các thi hài này đã không được bao gồm trong thống kê chính thức của Bộ Y tế. Như vậy chứng minh là số người thiệt mạng trong cuộc đàn áp của quân đội vào ngày hôm qua trên thực tế cao hơn nhiều so với con số 525 người bị thiệt mạng trên toàn quốc mà chính quyền đã tuyên bố. Một phóng viên của Reuters đã nhìn thấy 228 thi thể trong đền thờ Hồi giáo Al-Imam. Một con số chính xác rất khó có được do một số đã được đưa vào quan tài để đem đi. Các nhân viên y tế cho biết họ đếm được 259 thi thể. Các nhân viên y tế tại hiện trường cho biết các thi thể đã được chuyển thẳng đến đền thờ Hồi giáo từ trại biểu tình Haba al-Adawiya gần đó. Thông thường, con số tử vong của Bộ Y tế đưa ra chỉ bao gồm những thi thể đã được đưa đến các bệnh viện, cho thấy các thi thể được đưa đến các đền thờ Hồi giáo đã không được đếm trong con số chính thức. Những người giúp việc cho đền thờ Hồi giáo còn cho biết vẫn còn nhiều thi thể nằm ở trong khu trại biểu tình, nhưng lực lượng an ninh đã không cho họ mang đi. Thậm chí, nhiều gia đình còn gặp khó khăn trong việc xin giấy chứng nhận để chôn cất người thân. Tại đền thờ Hồi giáo, những người đàn ông đã nắm tay nhau để tạo thành một hàng rào liên kết để cho các gia đình tìm kiếm thi thể người thân của họ ra vào. Nhóm người mang quan tài vừa đi vừa đọc kinh cầu nguyện, trong khi các phụ nữ che mặt mặc những chiếc áo choàng dài ngồi bên ngoài cửa được bao phủ bởi các tấm affiche mang hình ông Morsi.